Xin chào bạn gái có biệt danh tên là Hiền. Tôi tên là Sĩ Còi. Hôm nay tôi rất hân hạnh được làm MC cho một clip đặc biệt, một câu chuyện mà cũng là một nỗi niềm tâm sự của một chàng trai rất rất là yêu bạn. Đó là anh Đạt, một người anh cũng như là một người bạn của tôi. Ý tưởng clip này được anh Đạt nung nấu và nuôi lớn trong suốt những đêm dài. Anh nằm trằn trọc và nhớ tới bạn. Anh nhớ tới nỗi phát dại khờ kể từ khi anh đặt chân từ Việt Nam sang nơi đất khách quê người này. Mỗi lúc anh nhớ về bạn, anh như người mất hồn. Thưa bạn, tôi không quan tâm trên thế giới này có hay không cái mà người ta gọi là duyên phận. Nhưng tôi dám khẳng định rằng vào thời điểm mà bạn nghe được câu chuyện này thì bạn chính là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi chắc chắn về điều đó, xin bạn hãy lắng nghe bằng cả trái tim của mình. Action! Vâng, và đây cũng chính là câu chuyện của tôi và em. Em, cô gái mắt hai đỏ. Em là cô gái mắt hai đỏ. Một thế giới nhỏ để yêu em. Một ngàn ước muốn chỉ cần em. Cái lạnh của một tuyết cực khắc khiến những người xa xứ phải chạy lòng và đơn cô nhất mấy. Nhất là một thằng con trai như tôi, không có gia đình, người yêu thì mọi thứ trở nên kinh khủng. Những mùa tuyết, tôi thường đi làm trên những con đường đầy màu trắng. Lâu như thế rồi, tôi vẫn chưa quen với thế giới ở đây. Tôi nhớ con đường ở Hải Phòng, nhớ những cái nóng bức của mùa hè và những buổi tối tôi và em đi chơi cùng nhau. Tôi nhớ em. Mỗi khi tôi nhớ Hải Phòng, tôi lại nhớ em. Nhớ những đoạn đường Hải Phòng mà chúng tôi đi qua, hình bóng của em đã in đậm trên những con đường Hải Phòng. Tôi đã yêu em như yêu quê hương của mình vậy. Lời sau về em và câu chuyện của tôi và em đây nhỉ. Có lẽ những mùa tuyết trắng phủ cũng không thể làm phai mờ đi bóng dáng ấy. Và tôi chưa bao giờ muốn thôi nhớ em. Trong tôi chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp khi bên em. Tôi quen em chỉ tình cờ thôi. Tôi đi chơi cùng lũ bạn và gặp em. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện làm quen. Dường như tôi và em nói chuyện rất hợp nhau. Trong cả lũ bạn thì tôi được em để ý nhiều hơn và quan tâm nhiều hơn. Sau ngày hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều qua điện thoại và thỉnh thoảng tôi đến nhà để đưa em đi chơi. Ngày tháng trôi qua, những dòng tin nhắn được gửi đi và gửi lại mỗi ngày. Và chúng tôi đã yêu nhau lúc nào cũng không biết nữa. Có lẽ tôi bị cuốn hút bởi cái bóng dáng nho nhỏ. Em luôn cười rạng rỡ, đặc biệt là em thích đi hài đỏ. Em là một cô bé hồn nhiên, vui tươi, với dáng vẻ chạy lắc xăng như một đứa trẻ. Đi cùng em, tôi thấy mình như quên đi mọi thứ, mọi công việc vụ bề xung quanh. Tôi dần dần bị lạc vào thế giới của em mà không hay. Và tôi yêu em một cách điên cuồng. Dường như tôi không thể quay lại được thế giới của mình. Tôi biết em cũng yêu tôi nhiều. Chúng tôi ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Thì cũng là lúc tôi quyết định ra đi đến một phương trời mới để tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho bản thân và cho hạnh phúc sau này. Em cũng ủng hộ tôi rất nhiều và động viên. Nhưng tôi biết trong lòng em lúc này đang rất buồn. Những ngày tháng cuối cùng trước khi tôi bay, chúng tôi đi chơi rất nhiều. Dường như tôi và em muốn ở bên nhau thật lâu thì chúng tôi sắp phải xa nhau. Ngày tháng đó trong lòng tôi sao lại ngắn ngủi và trôi qua nhanh đến thế. Mỗi khi đi chơi tối cùng em và đưa em về đến trước nhà, tôi lại ôm em thật chặt trong lòng mình. Và rồi cái ngày tôi phải đi cũng đến. Tôi biết em đã khóc rất nhiều. Những ngày tháng tôi và em xa nhau, lúc nào tôi cũng nhớ về em. Nhiều lúc thưa thần và cười một mình, tôi biết trái tim tôi đã yêu em thật lòng bằng tất cả trái tim của một thằng con trai mới lớn và bắt đầu một cuộc sống.
xứ lạ. Cuộc sống cứ thế, ngày tháng dần trôi, tôi và em vẫn yêu nhau. Chúng tôi vẫn thường liên lạc cùng nhau. Từ mỗi năm tôi lại về để bên em, và những khoảng thời gian tôi quay về bên em là những lúc chúng tôi cảm giác hạnh phúc nhất, vì chúng tôi đã cùng nhau vượt qua được những ngày tháng khi phải xa nhau. Và đây cũng là kết thúc của chúng tôi. Bây giờ còn lại 5 phút, tôi muốn nói với em rằng tôi sẽ mãi luôn yêu em, và lúc nào tôi cũng nhớ em rất nhiều. Hi, my name is Chị Còi. Hôm nay này ta sao mới lúc mình đọc một kiểu đó thế ạ? Đây là chuyện tình giữa tôi và em, cô gái mang hai đỏ. Em là cô gái mang hai đỏ của thế giới nhỏ thì như em. Một ngàn ước muốn chỉ cần em. Postcard. Chưa có lời giới thiệu cho các MC. Chào bạn gái tên là Hiền. Tôi tên là Chị Còi. Xin chào bạn gái tên là Hiền. Tôi tên là Chị Còi. Hôm nay tôi rất hân hạnh được làm MC cho một clip đặc biệt. Hay phải nói đúng hơn, nó là một câu chuyện. Một tâm sự có một chàng trai yêu bạn rất rất là nhiều. Đó là anh Đạt, hay có tên gọi khác là Đạt Kitty. Ý tưởng xây dựng clip này được anh Đạt nung nấu và nuôi lớn trong suốt những đêm dài. Anh trằn trọc và nhớ tới bạn, nhớ tới nỗi phát dại khờ. Kể từ khi anh từ Việt Nam sang nơi đất khách quê người này. Thưa bạn thưa bạn Hiền thân mến, tôi không quan tâm trên thế giới này có hay không cái mà người ta gọi là duyên phận, nhưng tôi dám khẳng định một điều chắc chắn rằng tốt, cái đoạn này vừa nó bị ỏng rồi. Xin chào bạn gái tên là Hiền và tất cả các bạn nữ trên thế giới này. Tôi tên là Sĩ Còi. Hôm nay tôi rất hân hạnh được làm MC cho một clip đặc biệt, một câu chuyện, và nói đúng hơn nó là một dòng tâm sự của một chàng trai rất rất là yêu bạn. Đó là anh Mr. Đạt, hay có biệt danh khác là Đạt Sketty. Ý tưởng clip này được anh Đạt nung nấu và nuôi lớn trong suốt những đêm dài. Những đêm anh nằm trằn trọc và nhớ tới bạn, nhớ tới nỗi phát dại khờ. Kể từ khi anh từ Việt Nam sang bên này, anh như người mất hồn, không biết đâu là đêm, đâu là ngày, khi nào là giây, là phút, là giờ. Thêm bớt nhiều quá.